thiết thôi. Đây được trang trí tự tin. Đây thì được trang trí một người đang cưỡi lạc đà. Đây là một dãy lạc đà ba con ba người. Theo cách trang trí thì là đang hướng về phía hàng đá nơi Chúa Giêsu hạ sinh này. Đây ha, đây nhìn đây, bên kia phía dưới kia một người, ở đây một thêm một người nữa. Cái mô hình lạc đà đây rất là đẹp, làm quan sát cho các bạn coi luôn ha. Đây một người cởi lạc đà rồi, đây thêm một người nữa đang cởi lạc đà. Này, nếu mà nhìn từ góc này thì chúng ta sẽ thấy được ba người đang cởi lạc đà. Đây là nhìn ở góc nghiêng ha, góc nghiêng. Sao? À đây, đây cái hang đá này là trang trí hai mặt luôn. Đây, đây có cái hình đôi cánh thiên thần để cho mấy em bé chụp hình nè. Rồi phía sau đây là một cái mô hình thác nước. Nước rất là đẹp, nước cái chảy này các bạn thấy không? Đây, ha. Đây là tổng thể cái hang đá luôn, một cái sao sơn phết cũng rất là đẹp. Đây là được trang trí hai mặt luôn ha. Ở bên đây thì có hình ông già Noel cùng với những gói quà. Đây là biểu tượng đặc trưng của Noel, là phải có ông già tặng quà cho những đứa trẻ em ha. Hai cái me nè, các bên này hai cái me nên đây trên cái hang đá này mình nhìn tổng thể rất là đẹp, nhìn xung quanh trước sau rồi có trang trí đèn rực rỡ hết này, phía dưới đây là những cái mền đèn hết ha. Đây là có mấy mô hình cái sắt được trang trí đèn led nè. Còn ở phía trên đây là các bạn sẽ thấy có một cái đèn led của sao rất là lớn ở trên cái tòa tháp chuông. Tổng thể mặt trước của cái hang đá ha, lên đèn trang trí phối cảnh rất là đẹp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phía bên hông này thì có một cái mô hình này, mô hình gì, ao nước nữa. Đây là mô hình ao nước và dựng một tượng của Đức Cha. Ở phía sau đây là nó, phía sau đây người ta trang trí nguyên một giống như cái tòa thánh ở bên nước Ý thì phải. Ở dưới đây do nhỏ thì có các cái mô hình cừu dê rồi nè. Rồi ở phía đây thì các bạn có thể là nhìn thấy tổng thể của nhà thờ chánh tòa của thành phố Phan Thiết. Đây, ở phía xanh kia là cái hội trường lớn để đọc kinh cầu nguyện. Mới được dán lại.